Hello, xin chào cả nhà đến với Suối Mơ. Hiện tại công viên Suối Mơ này nằm ở tại là ấp Trà Cổ, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai nha các bạn. Với diện tích mặt hồ lên đến 150.000 m2. Ở đây thì nguồn nước thì nó chủ yếu là nước ngầm từ các khe đá và được xử lý rất là ok, nên hầu như là cái mặt nước rất là trong veo. Ở đây các bạn có thể là chơi các trò chơi giống như là nhà phao, trượt nước, mô tô nước, hay là những trò chơi tập thể giống như là Sasuke, giống như của bên Nhật Bản nha các bạn. Ở đây thì các bạn có thể được đi theo cắm trại và cũng có thể là mình thuê lều và để ngủ lại nha các bạn. Giá vé vào cổng ở đây thì ngày thường thì chỉ 40 cho đến 70 thôi, nhưng ngày cuối tuần thì tầm khoảng là 100 đối với người lớn, còn trẻ em nhỏ thì chắc cũng từ đó trở xuống thôi các bạn. Đây các bạn nhìn nè, nước rất là trong veo, đây là độ cao khoảng từ 50m mình nhìn xuống nha các bạn, nên nước lúc nào quanh năm cũng có nước hết á. Năm nay thì 20 tháng 10 2019 mình có dịp đi ngang qua đây và mình review giới thiệu lại cho cả nhà mình. Hiện tại năm nay thì mình thấy là người dân đến đây sẽ được mang đồ ăn, đồ thức uống vô và không có bị thu phí, không bị giữ lại nha các bạn, và có thể cho chúng mình nướng và có thể là sinh hoạt cắm trại dân dã. Đây nói chung là rất là thú vị. Sơ qua thì mình cũng thấy là ở đây là cây xanh rất là nhiều, người ta cũng có gọi là ở đây là rừng trên biển. Quên là biển trên rừng chứ. Tại vì ở đây khu mình là khu rừng đồi núi, nhưng mà tự nhiên cái diện tích mặt hồ rất là lớn đó. Và ở đây thì có khu vực là người ta nuôi cá koi rất là nhiều. Các bạn có thể là đến và cho ăn hay là để giải trí. Đấy, ở hồ mình thì nó có lưới an toàn nha các bạn, và cũng có người kiểm duyệt, nên để cái phần an toàn sẽ rất là được đề cao ở đây. Các bạn thấy nhà phao không? Nhìn rất là to. Đấy, cái phía đằng trước là những cái hồ và những mạch nước ngầm xung quanh. Ở đây thì chụp hình thì mình thấy là đánh giá rất là ok, rất là sinh thái, rất là dã ngoại. Càng ngày thì Suối Mơ cũng được đầu tư nhiều, và khách du lịch ở Sài Gòn về đây cũng nhiều. Cái tính từ Sài Gòn về đây thì khoảng 120 km nha các bạn, xa hơn Vũng Tàu tầm 10 cây. Nhưng mà các bạn đi đến quốc lộ 1A, đi đến ngã ba Dầu Giây, các bạn để trái, để trái khoảng đến 50-60 cây á, thì gặp 115 thì các bạn rẽ phải vô, hỏi người ta đường Suối Mơ thì người ta sẽ chỉ vô đó, chạy thẳng hoài vô là sẽ bạn sẽ thấy hướng dẫn đường đi rất là dễ thông thoáng các bạn, chữ là đường nhựa. Đây mình giới thiệu cho các bạn những chú cá koi này các bạn. Nên đây các bạn thấy không, nước ở đây rất là trong veo, mình có thể thấy bùn, thấy đất ở dưới luôn nha các bạn. Đây, cái hồ này thì chủ yếu là nuôi cá thôi nên nó mới đất nhiều, còn những hồ tắm của mình thì nói chung là nó sẽ sạch sẽ hơn đây đó. Các bạn thấy không, cá này là nó uống sữa đây nè đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi chi tiết vào để cho các bạn cùng trải nghiệm với mình nha. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình có mặt tại Suối Mơ, tại công viên Suối Mơ ngay chỗ Định Quán đi vô nha các bạn. Đây là anh bảo vệ rất là nhiệt tình nha các bạn. Sáng giờ chỉ cho mình đi bắn bông, phát bông.
Đây là những chỗ để mình gửi xe khi mà đến đây công viên Suối Mơ nha các bạn. Đây là một anh rất là dễ thương, đẹp trai nha các bạn. Đây là công viên Suối Mơ nha các bạn. Đây là bãi giữ xe 5.000 một lượt xe. Đây, này là bên đây là có phòng bán vé, có chỗ để cho xe ô tô và xe khách lớn nha các bạn. Đây. Lên số tốt rồi. Dạ. Đấy, thấy không? Hello anh. Hello. Hôm nay ngày 20 mình tặng gì cho chị em cho anh? Đây mình sẽ giới thiệu một cảnh. Ở đây là quầy, những cái quầy để bán thức uống nè. Quầy vé là bên đây. Rồi bên đây là cái phòng để kiểm soát vé. Này là nói chung là làm cái cổng rất là đẹp hơn ngày xưa. Ngày xưa là khi mình đến đây thì cái cổng nó nằm ở chỗ này. Mà bây giờ thì nó có chỗ để ô tô lớn rồi nha các bạn. Đó. Ăn đi. Ở giữa chỗ này thì nó có một cái cây rất là cao, rất là to nha các bạn. Hiện tại là ở giữa cái công viên Suối Mơ nha các bạn, có một cái cầu đi ngang mà cái đường này thì nó không có cho người ta leo lên nha các bạn. Đây thì mới vào cổng thì chúng ta sẽ gặp một cái bảng là Suối Mơ Bát. Rồi hôm nay là ngày 20 tháng 10 nên có một cái hình trái tim rất là đẹp nha các bạn. Này công viên Suối Mơ có sự đầu tư rất là nhiều các bạn. Đây có những hàng tre rất là xanh, rất là mát nha các bạn. Bên đây có một dàn hoa mặt trời nha các bạn. Chỗ này thì chụp hình rất là cũng là ok nha các bạn. Ở đây là cái biển là hội trường, nhà hàng hoa anh đào, nhà vệ sinh, trò chơi dân gian và massage cá nha các bạn. Đây. Hôm nay đúng là ngày 20 tháng 10 với chị em phụ nữ là rất vui nha các bạn. Hiện tại là Suối Mơ của mình là có thể là cho đồ ăn, đồ uống và cho làm đem bếp đi các kiểu đi vô để mình nấu nướng nha các bạn. Rồi chào anh ạ. Đây con gì cho chỗ này là nó có một cái cầu rất là đẹp các bạn, giống như gọi là cầu tình yêu ở ngoài Đà Nẵng của mình.
Wow, nay Suối Mơ mình phát triển rất là nhiều nha các bạn. Đây mình sẽ trải nghiệm cái cầu tình yêu cho các bạn xem. Đây. Đẹp quá các bạn ơi. Hello. Hello con. Cười lên. Chỗ cái cầu trượt nước này nha các bạn. Ở trên là có hai người bảo hộ, ở dưới là cũng có một người bảo hộ. Nói chung là rất là đảm bảo cho mình nha các bạn. Giá vé là chỉ 45.000. Đây. Ở đây là trượt từ trên xuống. Đây, công viên ở đây là rất là cho đi nhóm hoặc đi cắm trại nha các bạn. Đây, tại gia đình của mình. Đây, chỗ này nó cắm trại rất là thoải mái nha các bạn. Con đường này rất là rộng nha các bạn. Đây, mình sẽ đi qua cái cầu này nha các bạn. Mấy nơi đây rất rộng rãi cho mình cắm trại nha các bạn. Wow. Ở dưới đây có cá nè các bạn. Đây. Cá rất là nhiều nha các bạn. Đây là hồ sen và khu cắm trại nha các bạn. Đây, cái cầu này là chụp ảnh rất là đẹp nha các bạn. Khi mà buổi chiều về thì chúng ta đứng đây giống như cái kiểu mà đi ra biển hay là ngắm hoàng hôn. Đây, nước rất là trong nha các bạn. Cứ khoảng 10 đến 15 mét thì có một cái nhà chòi nha các bạn. Wow, đây là cá nhiều nha các bạn. Các bạn, ở công viên Suối Mơ này có cái chỗ là cá rất là nhiều nha các bạn. Đây là có thể cá sờ luôn. Đây là quầy hoa anh đào, đây là nhà hàng hoa anh đào nha các bạn.
kem ở trong đây là 15 ngàn một cây kem tươi nha các bạn. Đây là hồ nước rất là mát nha các bạn. Hỏi nguyên hồng kem luôn. Đây rất là đẹp nha các bạn. Hôm nay 20 tháng 10 đi chơi em rất là dễ thương các bạn.